anh từ quang soi lối con trở về nguồn pháp từ mênh mông đưa con về bờ xa Phật từ bi soi sáng đưa con thoát lầm mê đã bao đời say đắm trên nhung gấm lùa là xin được làm con ngoan vui sống bên cha lành xin được làm cánh đồng cho ngọn lúa xanh tươi xin một lần được nương theo gót chân cha lành xin làm cơn mưa phá tươi mát đời khô khan mô bổn sư thích ca mâu ni phật Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng Viện chủ chùa Giác Huệ, kính bạch Đại đức Thích Minh Lộc và kính thưa toàn thể đại chúng của khóa tu một ngày an lạc sáng hôm nay. A Di Đà Phật. Vắng một tháng chúng ta gặp nhau, nhưng mà bữa nay là bữa gặp nhau cuối cùng của năm. Có phải không ạ? 30 tháng chạp đâu có ai tu nữa đúng không? Ở tại thành phố Hồ Chí Minh mình thì không có, nhưng ở Long An có sư bà tổ chức khóa tu bắt đầu từ mùng 1 đến mùng 8, tu 7 ngày. Ban đầu sư bà tổ chức ngỡ là không có ai tu nổi, nhưng mà cuối cùng cũng có người tu. Tu cũng khoảng được 80 người. Không biết mấy người nó có buồn, có chán gia đình gì không, vô chùa tu không biết nữa, nhưng mà không ăn Tết đi tu. Nhưng mà dẫu sao thấy như vậy cũng là hay rồi. Chùa Giác Huệ này không biết tổ chức tu từ mùng 1 đến mùng 7, không biết có ai tu không? Chắc có mình thầy Minh Lộc của Hòa Thượng quá. Mới ngày nào mình mới vừa làm lễ Phật đản, mới đó rồi đến lễ vía A Di Đà, rồi từ hôm nay chúng ta chỉ còn khoảng là 20 ngày nữa thôi. 20 ngày nữa ở chùa là chỉ có khoảng 20 ngày để chuẩn bị nữa thôi. Còn từ mà 23 đã đi rồi là hầu như là mọi thứ công việc lúc đó là phải đâu vào đó. Đây là những ngày cuối năm tất bật, nhưng mà quý vị sắp xếp đi tu được thì đó là điều đáng là quý. Nhưng mỗi lần cuối năm nhìn lại một năm, mình mới thấy giống như mới ngày hôm qua, và mường tượng lại, hồi tưởng lại cuộc đời của mình á, mình thấy nó đi qua giống như gì, ngoài qua như giấc mơ, y như mới ngủ một giấc mới dậy. Thì chúng tôi hay nói đùa rằng là hồi bé đó, hồi còn làm tiểu á, mong sao cho mau lớn để khỏi bị ăn đòn. Nhưng mà lớn lên rồi thì bây giờ là ngán, thèm được làm tiểu. Giống như quý vị cũng vậy thôi, hồi nhỏ là không, nó mau lớn cho trưởng thành, và đến tuổi này rồi á thì mong muốn gì? Mong muốn như trẻ con cho nó khỏe, khỏi lo Tết nhất thì cho nó mệt. Mà hầu như Tết nó đến á thì chỉ có trẻ con là nó vui thôi, cho người lớn ai nấy thấy cũng mệt mỏi hết. Nghe tới chữ Tết là thấy nó mệt rồi, mà quý thầy trong chùa nó càng mệt nữa, là nó quá nhiều việc.
Nhưng nhìn lại một năm, khi đi qua một năm, có nghĩa là đời sống mình dài ra hay ngắn lại? Ngắn lại. Cứ mỗi năm là nó mài mòn đi tuổi thọ của mình một chút. Giống như ngọn đèn mà nó cháy á, thì qua một năm là dầu nó cạn. Cái câu mà mỗi buổi chiều á, mà cúng thí á, nó có cái câu là cái câu cảnh tỉnh á. Ai mà đọc cái nghi thức cúng mông sơn thí thực buổi trong chùa mình á, thì nó có bốn câu rất là hay ở cuối cái nghi đó. Các cụ sau này thì dịch ra Việt văn thì hay hơn. Ngày nay lại đã qua rồi, mạng căn huyết mạch lần hồi khô khao. Dường như cá cạn ở ao, khổ thêm thì có, chút nào vui đâu. Thì cúng mông sơn là cúng buổi chiều, thì kết thúc ngày đó. Thì qua một ngày á, thì giống như cá mà ở trong ao mà ở mùa nắng á, thì qua một ngày nước nó cạn đi một tí. Dường như cá cạn ở ao, khổ thêm thì có, chút nào vui đâu. Cần tu tợ lửa đốt đầu, đừng cho sái bụi như chầu đế vương. Chiếc thân mỏng mảnh vô thường, sáng còn tối mất lo phương cứu nàng. Một ngày là quý chư tổ là dạy mình là phải quán chiếu, là một ngày mình giống như con cá ở trong ao mà đang cạn 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 dần nước à. Còn qua một năm là nước nó cạn bao nhiêu nữa? Nó cạn nhiều hơn nữa. Nhưng mà mình thường không bao giờ mình biết lo hết. Mà mình chỉ đến khi nào mà vô bệnh viện nằm chỗ thở oxy là lúc đó rồi mới lo. Chúng tôi thấy bình thường ít ai lo niệm Phật lắm. Mà nghe khám bệnh mà chuẩn bị đi mổ, chuẩn bị đi phẫu thuật, chuẩn bị vướng cái bệnh gì nặng là lúc đó bắt đầu mới lo. Nằm trên giường bệnh cái lo sợ chết. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Mà lúc đó niệm Phật có kịp nữa không? À, không kịp. Mình thường không biết lo xa. Khi tóc mình có hai màu mình mới bắt đầu tu á, thì đó là kịp chưa? Lúc đó là e là không kịp rồi đó. Nhưng có những người gần cuối cuộc đời rồi vẫn không giác ngộ. Cho nên chúng tôi thấy những người trẻ mà đi quy y á, chúng tôi rất là quý. Quý ở chỗ nào? Giác ngộ càng sớm á, thì cái thời gian thay đổi nó dễ. Còn mình càng già rồi thì sao? Càng cố chấp, càng cố chấp, cố chấp càng kiên cố. Tánh gì xấu của mình bỏ dễ hay khó? Khó lắm. Cái thói xấu mà làm đi làm lại làm quá nhiều năm rồi bây giờ bỏ nó tiếc, nó buồn, bỏ không được. Hồi đó mà có một số các sư đệ nói vai vế sư đệ cho ổng tuổi lớn bằng cha bằng chú của chúng tôi á, mà đi xuất gia thì phải làm sư đệ, và sư đệ cả các chú tiểu nhỏ nhỏ nữa. Mà mỗi lần vô chùa đó mấy chú tiểu cũng nghịch, ông biết mấy cụ đó hay nổi sân, lâu lâu ông gọi pháp danh, ông kêu sư, ông không gọi là pháp danh thầy này thầy kia, ông cứ gọi là sư đệ không à. Mà cụ thì sáu mươi mấy tuổi mà nghe thằng nhỏ mới mười mấy tuổi nó gọi mình bằng sư đệ nghe cũng bực. Mà gọi một lần thì không cái gì, mà gọi nhiều lần sinh ra nổi nóng. Chỉ có vậy là nổi nóng. Cho nên dẫu là mình đi xuất gia đi nữa, mà xuất gia càng trễ cái kiêu mạn, cái bản ngã của mình, cái sân của mình, nóng nảy của mình đó, nó kiên cố đó. Nó tập quân tập ở ngay đời hiện tại, nó qua mấy mươi năm rồi, khó lắm. Do đó quý vị phải dùng cái từ là phải mạnh mẽ mới vượt qua những cái đó được. Nếu không mạnh mẽ vượt qua không nổi đâu. À, bây giờ hôm nay là khóa tu
cuối khóa tu an lạc một ngày cuối năm của chùa Giác Huệ thì chúng ta chuẩn bị đón một năm mới theo cái lịch mà người ta tính là 360 ngày của người Trung Quốc. Mình ăn Tết nguyên đán là ăn Tết theo người Trung Quốc á, thì xem như tạm gọi là bắt đầu một năm mới, chuẩn bị hết cái cũ để qua cái mới. Nhưng mà khi qua cái mới mình thấy mình có cái gì mới chưa? Có làm cái gì mới chưa? Con người mình có thay đổi mới được không? Chứ tu cả năm này nó cũ hoài vậy sao? Mình ngẫm nghĩ thôi, mình có cái gì mới không? Con người mình có làm thay đổi, có làm mới được cái gì hay không? Có bớt đi được cái gì hay không? Hay nó cũng còn nguyên như vậy? Năm trước nó cũng vậy, năm nay nó cũng vậy, nó cứ tiếp tục hoài hoài như vậy. Rồi đến khi tắt thở nó cũng vậy sao? Như vậy chúng ta sẽ đi về đâu? Có bao giờ cuối một ngày quý vị ngồi kiểm tra lại là xem thử là mình có thay đổi được cái gì không? Có ai làm điều đó không? Có làm không? Hay là Nam Mô A Di Đà Phật niệm hồi mà niệm được 3-4 câu đó, ngủ gục hết rồi cái đi ngủ. Sáng hôm sau mở mắt ra tham sân si cũng còn nguyên, mà thậm chí nó mỗi ngày nó nhiều thêm ra nữa. Như vậy thì rốt cuộc rồi mình đi chùa mình niệm Phật được cái gì? Có thay đổi được cái gì hay không? Mình dùng cái từ là đến chùa để tu. Mà tu là gì? Là sửa. Mà sửa hoài không hết. Sửa riết mà nó cũng vậy à. Mình có cái xe nó bị hư, mình đem vô tiệm mình sửa, mình sửa về sao? Mình chạy nó phải khác đúng không? Tiếng máy nó nổ phải khác, cảm giác ngồi lên xe nó phải khác chứ. Chứ còn bỏ vô tiệm mà đem về nó cũng vậy đi thôi. Khỏi sửa hết rồi, nó chưa sửa gì hết. Thì mỗi năm chư tổ dạy mình là mỗi ngày trong cái trách nhiệm của người Phật tử tại gia mà phương pháp tu tập á, thì chư hòa thượng có dạy á, là mỗi ngày kết thúc một ngày trước khi đi ngủ mình phải ngồi tĩnh tọa niệm Phật, xong mình quán niệm là một ngày vừa qua mình có bỏ được bao nhiêu cái xấu, tức là mình có tăng tiến đạo tâm mình lên không. Tăng tiến đạo tâm bằng cách nào? Là thấy cái xấu mình bỏ đi được bao nhiêu, bỏ đi được bao nhiêu cái xấu và tăng trưởng được bao nhiêu cái tốt. Nếu mà chưa có cái tốt cũng chưa thêm mà cái xấu cũng chưa bỏ bớt đi thì cố gắng. Còn nếu như ngày hôm nay nó có thêm vài cái điều ác, điều quấy thì cố gắng ngăn ngừa. Còn cái điều lành, mình gặp cơ hội để làm điều lành mà mình không chịu làm á, thì cố gắng làm thêm nhiều nữa. Mỗi ngày trước khi đi ngủ phải quán niệm về điều đó. Có ai làm không? Ở đây có ai làm không vậy? Có ai làm đưa tay xem cho nó mừng như thế này. Có không? Có làm đều đều không? Hay là lâu làm bữa? Chúng ta nếu làm nó quen, nó thành thói quen. Thật sự mọi có mệt đến đâu mà nằm chuẩn bị ngủ, tự nhiên giật mình nhớ là phải bật dậy mình ngồi 5 phút cũng được. Hoặc có đôi khi mình ngủ quên mất, đôi khi mệt quá về ngủ quên mất, nhưng mà nửa đêm giật mình dậy mình nhớ, ồ mình có ngồi tĩnh tọa quán niệm chưa? Chưa là tự nhiên mình bật dậy mình ngồi ngay à. Làm mãi nó sẽ quen. Tất cả mọi thứ thành thói quen hết. Thì cố gắng luyện tập những thói quen tốt đó. Thói quen tốt cần phải tập. Quý thầy, quý hòa thượng, Đức Phật và chư thánh tăng, bao giờ một ngày người ta đều có thiền định. Mình ít ra không có thiền định thì cũng ngồi tư duy quán niệm 5-10 phút. Ít 5-10 phút quán niệm về những việc làm của mình chứ. Con người mình có sáng suốt không ạ? Con người mình sáng suốt hay là mê mờ? Mình sáng suốt hay mê mờ? Mình là mê mờ. Mê mờ nên gọi là gì? Là vô minh. Vô minh là sáng hay tối? Tối om. Vô minh là không có một ánh sáng nào gọi là vô. Minh là sáng, mà vô là không sáng là tối đó. Mà không sáng tức là tối. Mình mê mờ lắm.
Do đó nếu như không quán niệm, mình sẽ vướng phải những sai lầm. Mà nếu một ngày mình chưa từng có quán niệm, mà đến nỗi kết thúc một năm cũng chưa bao giờ mình nhìn lại, thì mình quá tệ. Một năm gia đình mình cũng làm một cái lễ tất niên, ở chùa cũng làm một cái lễ tất niên. Tất niên là gì? Tất niên là gì ạ? À, tất niên là hết năm. Thì người Phật tử, cái lễ tất niên của mình là gì? Nhìn lại một năm mình có sửa đổi được cái gì hay không? Con người mình có tốt lên hay không? Tham sân si có bớt đi được hay không? Tối nay về ngồi kiểm tra lại thử xem thử có bớt đi không hay là thêm vô. Và đón một năm mới mình phải cố gắng, mình phải có một con người mới. Cái gì cũng mới, nhà cửa cũng mới, áo quần cũng mới, mà con người mình bên trong nội tâm mình có mới chưa? Còn nguyên si, nó đông hèn đông rỉ, nó trong đó nó rỉ nó xét ở trong đó còn nguyên, không thay đổi gì hết. Nhưng mà tại sao con người mình khó làm mới như vậy? Con người mình để thay đổi dễ hay khó? Dễ hay khó? À, thay đổi tức là mới lại đó. Làm mới dễ hay khó? Khó vô cùng. Lý do tại sao nó khó vậy? Có ai phát hiện ra tại sao không? Tại sao? Cái tôi quá lớn hả? Ừ, cũng là một lý do. Một trong những cái điều, cái lý do mà làm cho mình khó làm mới, khó thay đổi, đó là do mình không hổ, không hổ thẹn, không xấu, không xấu hổ đó. Không biết xấu hổ là gì. Hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện với đề tài đó là xấu và hổ, hay là xấu hổ đó. A Di Đà Phật. Nguyên văn trong kinh Đức Phật gọi là tàn và quý, là hổ thẹn hay là xấu. Dùng theo cái tiếng Việt mình là xấu hổ. Xấu và hổ. Xấu là gì? Xấu là mình thẹn với người khác. Khi mình làm điều gì sai, bị người ta nói xấu mình, người ta chỉ trích mình, lúc đó mình cảm thấy sao? Mình là người Phật tử, khi người khác người ta nói mình sai, người ta bảo mình xấu, việc đầu tiên mình là gì? Nổi sân. Hay là ráng há mồm ra cãi, cãi cho bằng được. Khi người ta nói mình xấu, mình nên làm gì? Nên làm gì ạ? Kiểm điểm lại mình có đúng như vậy hay không? Có phải không ạ? À, hay là ai nói nha, người ta bảo là cái người này đi chùa chứ hay nổi sân dữ lắm. Mình tức quá mình nói chứ ai dám nói tôi sân. Có câu chuyện ngụ ngôn là có cái ông kia, ông ở trong chùa, và cái thầy này, thầy ở trong chùa nhưng mà thầy hay nổi sân dữ lắm. Cho nên huynh đệ không ai dám, không ai dám đến gần. Thì bữa nọ có một thầy ở phương xa đến, thì đang uống trà. Uống trà hai thầy huynh đệ gặp nhau thì ở phòng kế bên mà uống trà, thì cao hứng quá mới cười to. Thì cái thầy ở trong phòng thì bảo là cười nhỏ nhỏ thôi, thầy ở kế bên này ông hay nổi sân dữ lắm. Thì té ra thầy bên này bên phòng này ông nghe người ta bảo là ông sân nhiều mà tức quá, ông đập cửa. Ông nói ai dám nói tôi sân, tôi mà sân hay sao? Như vậy là mình có sân không? Mình là quá nhiều. Người ta bảo mình là ích kỷ, người ta bảo mình là hay nổi nóng, người ta bảo mình là tham lam. Việc đầu tiên mình là gì? Kiểm tra lại mình. Kiểm tra lại. Dẫu người ta nói có khó chịu đến đâu, và thậm chí có đôi khi người ta theo dệt mình thì có ít nhưng mà ta nói nhiều, nhưng mà mình cũng phải xét lại mình. Vì danh không có lửa không sao có khói. Mình phải có ít rồi người ta mới xích ra nhiều. Nếu mình không có thì lấy đâu để xích. Cho nên mình phải xét, dẫu mình có rất ít mà ta nói nhiều đi nữa thì mình cũng nên xấu, mà cũng nên là
biết xấu mà sửa mà chừa. Nhưng mà cái chuyện đó dễ hay khó? Mình thấy hầu như là khó. Ai can đảm lắm mới làm nổi, can đảm lắm mới làm nổi. Nhưng mình là người đệ tử Phật, kiên quyết phải thực hiện điều đó. Nếu ai chưa thực hiện điều đó, có nghĩa là người đó niệm Phật cả đời cũng chẳng đi đến đâu hết đâu. Niệm Phật cũng chỉ gọi là đau cổ rát họng, không giải quyết được việc gì. Vì bao nhiêu cái xấu của mình không nhận ra. Mà không nhận ra có đôi khi người khác người ta chỉ cho mình, nhưng mình cũng không chịu thừa nhận. Đó là một trong những con người nguy hiểm, hay người ta bảo là con người vô đạo đức đó, không bao giờ biết xấu hổ. Mình không biết xấu, mình làm sai mình đã không biết xấu rồi, mà khi người khác chỉ cho mình mà mình cũng không thừa nhận, mình cũng ráng gân để mình cãi, mình tìm mọi thứ lý luận để mình bảo vệ cái sai của mình. Hồi thời chúng tôi ở với thầy chúng tôi, hồi đó ở, xin lỗi quý vị, cái thời bao cấp á, kem đánh răng nó cũng hiếm mà xà phòng nó cũng hiếm nữa, cho nên là các chú tiểu á, mà ông sư đệ chúng tôi, quý vị nhìn cái chú tiểu ngồi ăn cơm á, ở trên đầu của chú tiểu nó có 3-4 màu, quý vị biết là gì không? Thuốc sức lát, nó nhiều màu quá, sức nó trên đầu ai cũng bị lát hết. Ngoài nhất mấy chú tiểu á, thì thường thường tắm xong không bao giờ lau khô người, và cái đôi khi áo quần nó không kỹ lưỡng nữa, thường hay bị lát, mà áo quần thì luôn luôn là rệp nó nhiều kinh khủng. Người đã vậy rồi, nói xin lỗi quý vị, con vật nuôi trong chùa cũng vậy, chó cũng vậy, nó không bị lát thì bị xà mâu, bị suốt. Chúng tôi nhớ có con chó nó bị xà mâu á, thì con chó ngày xưa nó bị xà mâu không có thuốc như chích như bây giờ đâu, mà phải dùng cái nhớt mà chạy xe Honda, xe gắn máy á, mà xả ra đó, thường lấy cọ phết lên trên da của nó thì trị. Thì ngày xưa trị phương pháp đó không hay đâu, nó dễ nhiễm trùng, nó chết á. Tại trong nhớt nó có chì, nhưng mà hồi xưa nó không có thuốc thì phải chịu thôi. Người còn không có thuốc lấy đâu, chó mà có thuốc mà chữa được. Thì thường là lấy cái cọ nhúng vào nhớt là quét lên da của nó thì nó cũng khỏi, trị nó cũng khỏi. Nhưng mà đó là hiện tượng bị viêm da. Thì quét lên trên da của nó, thì những cái chỗ nào mà da nó chưa bong tróc thì quét nhớt, nhưng mà chỗ nào nó bong tróc ra rồi thì thường dùng cồn đó. Cồn 45 độ sức lên cho nó sát trùng. Nhưng mà khi sức lên nó rát quá đó, nó quay lại nó cắn. Nó cắn á. Thì thầy chúng tôi bảo là hai huynh đệ giữ cho ông sức, nhưng mà khi con chó nó nhè răng nó cắn là hai huynh đệ buông tay hết, bỏ chạy thì nó quay, không có ai cắn, nó cắn ngay sư phụ chúng tôi. Nó cắn ngay tay cụ mới tát cho nó một cái. Cụ bảo là con chó này nó vô ơn quá, chữa bệnh cho nó mà nó không có biết ơn. Nhưng mà từ đó tự nhiên sư phụ mình chửi nó mà thấy cũng hợp lý, và từ đó tự nhiên mình ghét nó. Có một bữa hôm đó đang đứng tụng kinh vậy, con chó nó lại, bữa đó nó hơi khỏi bệnh rồi, nó tới đứng bên ông sư đệ chúng tôi, ông đang tụng kinh, ông quay qua ông nhìn nó, ông ghét sao, ông cứ sút cho nó một đá. Thầy chúng tôi quở, tại sao đánh nó, đó, con chó này nó vô ơn lắm. Thầy chúng tôi cũng không nói gì. Thì tối hôm đó huynh đệ thì tối sau khi tụng kinh là hay ngồi quay quần bên thầy chúng tôi, thầy thì thầy dạy. Thầy bảo rằng là đừng có đánh nó nữa, người còn có sai lầm huống gì con chó, mà mình tu không khéo mình cũng giống như nó. Cụ chúng tôi có đôi khi cụ nói những câu mà nghe đau đớn á. Cụ bảo đó, con chó nó bị ghẻ, nó bị lát, lấy thuốc sức cho nó đau quá đó, nó quay qua nó cắn người. Mình cũng vậy, có đôi khi là mình bị lỗi, bị lầm, bị sai, huynh đệ đến sửa mình, chỉ lỗi cho mình, lúc đó như thế nào? Mình cũng quay qua, mình chửi lại huynh đệ, mình quay qua, mình chửi, mình mắng. Rồi có đôi khi người ta chỉ lỗi mình quá gay gắt, mình quay ngược lại qua làm gì? Mình nói xấu ngược lại người ta nữa. Như vậy mình với lại con chó có khác nhau không? Khác nhau không ạ? Không khéo cũng giống.
Mà cụ chúng tôi ngày xưa cụ nói một câu đó mà chúng tôi nhớ đến giờ, nói vẫn thấm thía, vẫn đau. Cái người mà đã làm việc sai, việc quấy mà người ta chỉ cho mình càng nổi nóng, mình trả đũa lại. Cái người đó có sửa đổi được gì không ạ? Cái người đó có lạy Phật thì cũng phí, mà tụng kinh thì cũng phí, mà có niệm Phật cả đời thì cũng không đi đến đâu, không giải quyết được việc gì. Những người đã niệm Phật có về Tây Phương nổi không? Có về Tây Phương nổi không ạ? Bao nhiêu cái xấu phiền não của mình chứa cả một kho như thế này, làm sao về Tây Phương Cực Lạc? Làm sao mà về Tây Phương Cực Lạc nổi? Chúng tôi khuyên quý vị đừng có nghe những người bảo rằng tu đơn giản là chỉ cái Nam Mô A Di Đà Phật là về Tây Phương. Đừng nghe người ta nói như vậy. Chúng tôi nói thật, đừng nghe người ta nói như vậy. Nghiệp của mình, tham sân của mình, cả một kho tàng chứa trong tâm đó, về Cực Lạc ai dám mang mình về? Tham cũng còn, sân cũng còn. Đơn giản chùa Giác Huệ này mà có người đến xin xuất gia, mà người đó sân quá nhiều, tham quá nhiều, có ai dám chứa không? Không. Tham nhiều quá thầy Hòa Thượng làm sao dám nhận? Nhận vô vài bữa cái thùng phước xương bị cạy rồi chung mỏ nó đi ra ngoài đường hết rồi sao được? Dĩ nhiên ai đến chùa là người nào cũng còn xấu, chứ không phải ai tốt hết, đúng không ạ? Mình ngồi đây có ai tốt không? Không ai tốt hết á, không ai tốt hoàn toàn hết. Nhưng mà xấu là xấu ở mức độ nào đó thôi, chứ cực xấu làm sao ai dám chứa. Dĩ nhiên về Tây Phương thì được mang nghiệp theo, nhưng mà mang ở chừng nào thôi. Còn mình cả một kho đó, cả đời mình không chịu bỏ bớt, mình để nguyên như vậy, làm sao mà Phật A Di Đà dám chứa mình? Mình về ở trên đó mình làm cho cái cõi Cực Lạc nó nổi loạn lên luôn đó. Mình hết sân, mình gây đến người này rồi mình gây đến người kia. Cái thế giới đó riết nếu mang đầy, nếu thế giới Tây Phương mà mang những con người đó về riết á, mà đông á, thì cõi Tây Phương Cực Lạc nó cũng không còn an lạc nữa. Vì có quá nhiều người tham cũng nhiều, mà nổi nóng cũng nhiều, mà ngã mạn cũng nhiều, thì cõi Tây Phương cũng không còn Cực Lạc nữa rồi. Cho nên mình phải biết bỏ bớt. Mà đặc biệt nếu mình có điều xấu mình không nhận ra, hoặc có đôi khi mình nhận ra mà nhận ra trễ. Có đôi khi mình nổi nóng, mình chửi con mình một trận, mình chửi bạn mình một trận, mình la em mình một trận, một lúc rồi đó mình nó phát hiện là mình nổi nóng. Có đôi khi mình đi tu về rồi chồng mình, vợ mình gây cho mình bực bội, mình nói những lời nặng nề, mình nói những lời gọi là thô thiển, mình nói những lời hung ác, một lúc rồi đó, lúc đó mình nổi giật mình nhớ là mình nói bậy. Lúc đó mới nhận ra là nói bậy. Thì có như vậy mới là chúng sanh. Nhưng mà nhận ra vẫn là tốt hơn là không nhận ra. Cho nên cái xấu có đôi khi mình nhận ra, nhưng có đôi khi mình nhận ra muộn quá, trễ quá. Có những người là tự nhận ra, có những người một lúc nữa có người ta nhắc mới nhớ, mới nhận ra. Mà khi nhận ra mình sai, mình phải chấp nhận cái lời chỉ trích đó mà sửa đổi. Đó là xấu, biết xấu. Hổ là tự thẹn với bản thân mình. Xấu là khi là biết xấu với mọi người, với xã hội, với cộng đồng. Khi người ta chỉ trích mình biết xấu, biết nhận ra đó là điều xấu. Còn hổ tức là tự tâm mình nhận ra đó là điều xấu mà chừa. Người ta bảo là biết xấu hổ. Xấu hổ là vậy, chứ không phải xấu hổ đi đâu á, có nhiều người nhìn mình quá cái mình thấy mình ngại, mình e thẹn á. Cái không phải cái đó. Cái đó khi có những người, người ta cho rằng là xấu hổ thẹn thùng là cái đó là của, là cái tính của nữ tính. Không phải. Cái chữ xấu hổ là nhận ra điều xấu của mình. Còn khi mình đi đến đám đông mình không đủ can đảm. Ví dụ như bữa nào có đám đông, thầy biểu lên đây phát biểu, nói cho đạo tràng nghe, kể cho đạo tràng nghe một câu chuyện đó, không ai dám lên hết. Cái đó không phải là xấu hổ, mà cái đó là gì? Cái đó là e thẹn, ngại ngùng, chứ không phải là xấu hổ. Người Việt Nam mình dùng từ bị sai đó. Dùng bị sai.
cái e thẹn, cái ngại ngùng nó khác, mà xấu hổ nó khác. Xấu hổ là nhận ra được điều xấu của mình và ăn năn cương quyết sửa đổi. Mà Đức Phật bảo rằng cái người nào mà không biết xấu hổ, không biết hổ thẹn, mà trong kinh mà từ bi thủy sám á, là ngài Ngộ Đạt Quốc Sư dùng một câu rất là nặng nề rằng người biết hổ thẹn đó mới là con người, còn không biết hổ thẹn thì chẳng khác gì cầm thú. Dùng cái từ nặng nề đến như vậy đó. Thì con người mình là phải nhận ra tốt và xấu. Còn nếu không nhận ra tốt xấu, không nhận ra phải quấy, thì cái đó có phải là con người không ạ? Mất cái tính của người rồi. Cho nên ai mà không có tánh xấu hổ, người đó cực kỳ nguy hiểm cho cộng đồng, mà đó là người không có đạo đức, người không biết. Mình có đôi khi mình làm những việc sai. Có những thứ làm việc sai mình nhận ra ngay, nhưng có những thứ việc sai mấy mươi năm sau mới nhận ra. Ví như hồi nhỏ mình chuyên gia đi ăn trộm. Mình ăn trộm trái cây, có ăn trộm gà, có ăn trộm vịt, có ăn trộm nhiều thứ. Nhưng mà lúc đó mình không biết đó là lỗi lầm, mình nghĩ đó là trò vui của trẻ con thôi. Nhưng mà khi lớn lên mình nhìn lại, mình nhận ra đó là gì? Đó là ác nghiệp của mình đã tạo. Chúng tôi nói quý vị, chúng tôi nghịch ngợm kinh khủng hồi còn bé. Mà lúc đó mình không nhận ra mình sai. Mà đến cả khi vô chùa rồi á, thì cũng phải nói là hàng xóm xung quanh chùa phải sợ. Hồi đó ở bên gần chùa có hai cụ già, của con cái vườn trồng rất là nhiều ổi với mận. Mà ổi với mận là cái món mà hồi cái thời đó chúng tôi mê mẩn kinh khủng luôn. Mà hai cụ thì già, thỉnh thoảng mới lấy cái cây ra rung lượm được vài trái ổi, vài trái mận đi bán thật. Còn cái những trái mà cao chót vót ở trên đó đó thì nó chín nó rụng xuống đất cho chim chóc nó ăn, chứ cụ không bao giờ cho một đứa nào hết. Mà chúng tôi thì mỗi lần mà trái ổi nó chín nó rụng mà nó bay cái mùi qua bên chùa, nó cũng quyến rũ mình kinh khủng luôn. Mà không biết làm sao. Cái thỉnh thoảng cho nên mà làm mới leo tường rào đi vô đi ăn trộm. Mà mình ăn trộm á, mình nghĩ là mình ăn trộm xong rồi á, tối mình ăn trộm xong mình leo tường mình về chùa, ai mà biết. Mình nghĩ là không ai biết. Nhưng mà khổ nổi đó, cụ nhìn thấy cái dấu chân trẻ con nó đi từ đó, nó leo lên tường của chùa nó về, thì chắc chắn mấy ông tiểu trong chùa chứ ai nữa. Rồi hai cụ tới mách thầy tri sự, ổng lâu hết cả đám nó đánh đòn. Mà bị đánh đòn nhiều trận quá rồi mình tức, mình không biết cách nào để trả đũa hết. Thì bữa hôm đó cái anh kia anh dạy, anh bảo bữa nào mình đem một con mèo chết, con chó chết á, mình đem mình ném lên trên mái nhà. Mà tại sao phải ném lên mái nhà? Anh dạy mình, ổng mới nói là khi mà bị mùi hôi á, mình nghe cái con gì chết mình thường tìm ở đâu à? Tìm dưới cống, tìm dưới đất, chứ không ai tìm ở trên mái nhà hết. Cho nên tìm không bao giờ ra, phải ngửi cả mấy tháng bao giờ nó hết mùi thì lúc đó mình thôi. Mình nghe cũng có lý. Cho nên đi sưu tập, đi khắp, đi vô trong làng, trong xóm. Bữa đó tự nhiên sao cũng hên sao, có một con chó chết nhỏ nhỏ, ai nó bỏ ngoài đống rác. Và huynh đệ chúng tôi mới gọi là kỳ công, dùng dây á, mà dương đông kích tay, chờ dụ các cụ ra đằng trước, ở đằng sau, rồi mới kéo nó lên trên mái nhà để. Mà mỗi đêm ở bên chùa đó, mà dòm thấy hai cụ già mà bê cái đèn dầu le lét, mà đi khắp cả cái vườn, ngửi thấy cái mùi hôi từ đâu nó bay ra. Mà mùa hè quý vị biết ngày xưa nó không có quạt, nó không có quạt, phải mở cửa mà ngủ. Quạt ngày xưa đâu có đâu. Mở cửa mà mở cửa thì cái mùi lâu lâu gió nó quất từ trên mái nhà, nó quất vào trong nhà thì rất là hôi. Bắt đầu đi tìm, mà cái nửa đêm thấy hai cụ bưng cái đèn dầu ra ngoài vườn đi tìm. Ôi thôi mình thấy mình sung sướng. Mình thấy mình trả đũa được. Qua năm tháng, nhiều năm nhiều tháng rồi mình nghĩ chuyện đó, nó qua, nó lưu lấp trong cái tâm trí của mình. Mình không nghĩ đến. Một hôm ở khi chúng tôi về nhận chùa ứng cúng, bữa nó ngồi ăn cơm xong nghe cái mùi con gì chết nó bay vào trong bàn ăn khó chịu quá, mới kêu chú tiểu con đi lên đầu tường con đi tìm thử là gì. Thì té ra mấy đứa hàng xóm ở ngoài làng á,
Nó đem một con chó chết, nó để gần cái chỗ cái tường chùa, nó lấy rơm nó phủ lại cho nó không ai nhận ra. Nó bay mùi, nó để cái tường nó sát cái chỗ cái phòng ăn của chùa nữa. Cho nên mình mỗi bữa ăn cơm mình ăn nghe cái mùi khó chịu kinh khủng. Thì chú Tiểu bảo là nè, để con xem thử đứa nào nó làm, con đến con mách cha mẹ nó, đánh cho nó một trận đòn. Thì nó thôi, khỏi phải đi tìm nữa, lấy đất lấp lại được rồi. Lúc đó mình mới nhớ rằng là nhân nào thì quả đó. Nhân nào quả đó. Cho nên có những việc sai mà đến mấy mươi năm mình mới nhận ra là mình sai. Cho nên chúng tôi nói quý vị là chúng tôi tin vào nhân quả gần như tuyệt đối. Tuyệt đối hoàn toàn, không phải gần, tuyệt đối hoàn toàn. Kể cả một việc rất là nhỏ mình đã làm mà mình nghĩ nó lưu nó qua mất quên, mà khi mình thọ quả rồi đó, mình nói à, té ra là mình đã làm rồi. Mà lúc hồi còn bé đó, mình bị các huynh đệ, các thầy lớn đánh đòn mình đó, mình cho là oan ức. Mình làm sai nhưng mình không có nhận. Mình bị đánh đòn là khi hàng xóm người ta mách mà mình quá phá đi, hàng xóm mách thì thầy hòa thượng thì lớn tuổi rồi, thì thầy tri sự không chịu trách nhiệm, không dạy và không có lôi. Mà hồi đó đánh đòn ghê gớm lắm, mà đánh đến bao nhiêu hình như càng đánh nó càng lì ra, chẳng bao giờ sửa được. Rồi cách đây khoảng chừng cái Tết năm trước đây, chúng tôi khi Tết đến bao giờ cũng bận tíu tít, không bao giờ có thời gian mà gọi là thảnh thơi. Đến nỗi quý vị biết, đến gần đêm giao thừa rồi, dần đến giờ giao thừa, đi vòng quanh chùa kiểm tra còn sót cái gì, thì thấy có cái bóng đèn nó chưa cháy, mà đệ tử giờ đó nó về hết rồi. Rồi mấy thầy trò phải leo lên kiểm tra dò dây điện, sửa lại cái bóng đèn, sửa xong đi tắm rửa đi. Năm nào chúng tôi cử chung trống Bát Nhã để đón giao thừa thì cũng trễ 5 phút 10 phút, không bao giờ đúng giờ. Phải làm việc tới giờ đó, mệt quá thầy trò đi tắm rửa thay, chuẩn bị đắp y lên chánh điện thì lúc đó là quá giờ hết rồi. Cho năm vừa rồi chúng tôi kiên quyết là không làm gì nữa, 11 rưỡi là ngưng hết, không làm gì nữa, vì có làm cũng không bao giờ xong. Thầy trò mới nghỉ ngơi, mới pha bình trà ngồi uống. Pha bình trà ra, các đệ tử ai cũng bảo trời trà thơm quá thầy ơi, cả ngày đi mệt quá được cái mùi bình trà thơm quá. Nhưng mà uống vào trà ai nó nhăn mặt hết. Trà mà nó mặn, trà mà nó mặn. Chúng tôi lạ lùng. Quý vị biết hồi bé đó, mà chúng tôi đi cắm trại, mà ở miền Trung là thường cắm trại ở bãi biển, thì hầu như các anh các chị phải khóc với chúng tôi. Chúng tôi nghịch kinh khủng. Tối là chúng tôi múc mỗi chén muối, chúng tôi đổ vào xô nước. Tại vì bắt đầu từ 11 giờ trở đi á, và đi vào tới trong làng, từ đó đi vô trong làng phải cây rưỡi số. Và từ bãi biển đi vào trong làng nó băng qua một cái đồi cát rất là vắng. Thì cắm trại ngày xưa là cắm trại hè, thường là như ở ngoài đó thôi, ở sát bãi biển, ở ngay sát bãi biển như vậy để cho nó mát, không khí mùa hè. Cho nên là 11 giờ trở đi là chúng tôi bắt đầu lấy xô nước của mình đem về cất trong lều. Còn múc mỗi chén muối xuống dưới bếp là mỗi anh em múc mỗi chén muối đổ vào trong xô. Khuya anh chị nào ra uống nước cũng khát nước. Mà chạy ra biển thì nước đâu có mà uống, mà chạy qua lều xin nước thì chúng tôi không cho. Mà đôi khi nhiều anh chị mà mở cửa lều vào chúng tôi la là ăn trộm một phát gậy đánh đòn nữa. Đến khi uống, cho nên là khi uống chén trà mà có vị mặn, chúng tôi nhìn rất là lạ. Tại vì sao? Mình thường quậy phá nên mình rất là cẩn thận. Cái bình nấu nước chúng tôi đang bằng thủy tinh, nó trong, cho nên nếu bỏ muối vào nó sẽ có lợn cợn nhìn ra ngay, không bao giờ. Tại mình quậy phá nhiều cho nên mình cẩn thận lắm. Nhìn thì mình ngồi mình ngẫm nghĩ, cái người nào mà lấy nước muối mà châm vào bình nước sôi của mình thì người này phải kỳ công, phải pha muối ra nước rồi đổ vô thì chúng tôi mới không nhận ra. Chứ còn nếu mà cầm một nắm muối thảy vào nhận ra ngay, thì muối nó có sạch đến đâu nó sẽ có lợn cợn mà nó có bong bóng nổi thôi. Nhưng mà ngồi ngẫm nghĩ mãi, ai chơi xỏ mình dữ vậy nè. Lúc đó mình quán chiếu lại nghiệp lực của mình. Mình nói đúng lên, các đệ tử của mình thì nó bực nó mà vậy là hư cái bình trà ngon rồi thầy. Thầy nghiên cứu thứ là ai? Thì chúng tôi nói thôi đừng nghiên cứu gì hết, đây là nghiệp của thầy con đây. Nhưng mà ngẫm nghĩ mãi, đón giao thừa xong thì nhớ ra, à tác giả đây, cô Diệu Tâm đây.
Cuối năm là trong xe hơi có bao nhiêu nước suối mà uống lưng chừng nửa chai là chúng tôi thường gom lại. Bỏ thì phí, tiếc lắm. Chúng tôi tiếc từng giọt nước quý, là từng giọt nước sạch lắm. Thì mới lấy hết mấy cái chai nước thừa đó đổ vô ở trong cái bình nước mà để dành nấu chè uống đó. Bình nước lọc để dành nấu chè uống. Thì cô này hôm đó cổ viêm họng, cổ mới pha một chai nước muối cô để trên xe cổ ngậm. Rồi cô để riết ở trên xe năm này tháng kia, thì cổ ngồi ở phía sau thì cô biết đó là một cái chai nước muối. Còn khi mình dọn xe mình đâu biết nước muối nước lọc đâu, mà lấy hết mình đổ vô trong cái bình nước đó. Thì ra cuối cùng là tự mình thuốc mình, không ai làm hết. Người ta để nước muối nhưng mà tự mình cầm mình đổ vô. Cho nên đến cuối cùng ngày xưa mình bắt người ta nhịn khát cả đêm, bây giờ mình phải trả. Cho nên có nhiều thứ làm đến mấy mươi năm sau mới nhận ra là sai. Cho nên chúng tôi nuôi đệ tử, chúng tôi thấy mấy đứa nó hay phá, chúng tôi bảo là phá là phá vừa phải thôi các con, phá nhiều trả quả chết không. Chúng tôi phá phách khủng khiếp, mà đến nỗi thầy chúng tôi ngày xưa không phải sợ. Cho nên khi nhìn các chú tiểu ở trong chùa phá phách, chúng tôi thông cảm. Và cái đầu óc tuổi thơ nó phải vẽ ra đủ trò nó chơi, thì cái người đó sau này rất là năng động, cái người đó rất là thông minh. Cho nên chúng tôi quý lắm. Nhưng mà phá quá hại người quá đều phải trả hết. Cho nên hầu như tất cả những việc gì chúng tôi làm từ bé là chúng tôi hầu như trả đủ hết, nén đủ hết, không sót món gì. Do đó sợ nhân quả là chỗ đó. Cho nên có những việc xấu mấy mươi năm mới nhận ra. Và có những việc xấu vài ba ngày, hoặc có thể là sau một ngày, cho nên mình nhận ra. Do đó mỗi ngày phải ngồi tĩnh tâm để nhận ra. Không đơn giản nhận ra được cái xấu của mình đâu, khó lắm. Chúng tôi nếu như không có thời gian quán chiếu, và không có, nếu như nhân quả nó không chín mùi mà trả đó, thì mình nghĩ ôi đó là cái trò chơi của trẻ con, nó qua rồi thôi. Nhưng mình đâu biết rằng vui của mình trong một lúc, nhưng người ta đau khổ như thế nào. Mà khi trả rồi mới nhớ. Cho nên có những điều xấu mình phải mấy mươi năm. Có những điều xấu đơn giản nó quá lớn. Cái điều xấu dễ nhận ra là điều xấu lớn nhận ra. Ví dụ như sát sanh, trộm cướp, mà trộm cướp lớn hại người, hại người ta bị tổn thương, hại người ta bị tan nhà nát cửa, thì có đó nhận ra liền. Nó lớn quá nhận ra. Nhưng có những thứ nhỏ đó mình đến cả năm, vài ba năm, mấy mươi năm mới nhận ra. Nhưng dẫu nhỏ đến đâu cũng trả hết á. Trả hết, công bằng lắm, trả không thiếu một cái gì. Mỗi lần chúng tôi bị mất vặt một cái gì, bị ai phá vặt một cái gì, chiêm nghiệm lại cái thời ấu thơ, ngay tại hiện kiếp này mình cũng đã có làm rồi. Cho nên mỗi đêm phải ngồi soi lại, quán chiếu, quán niệm để nhận ra cái xấu mà chừa. Phải thường xuyên làm như vậy, từ từ tâm mình nó tỉnh ra, mình mới nhận ra nhiều lỗi lầm của mình lắm. Do đó chúng tôi rất thích tụng mà Từ Bi Thủy Sám hay là Lương Hoàng Sám. Ở trong đó vạch ra từng cái lỗi nhỏ mà chư tổ vạch ra như vậy đó. Thì mình nhìn lại, hầu như cái gì trong đó mình cũng có hết. Cái gì mình cũng có hết. Cho nên an toàn là cái gì mình cũng sám hối hết. Ai bảo mình ăn trộm, mình nói là tôi không có, mà anh tin hay không là chuyện của anh, chị tin hay không là chuyện của chị. Mà chị không tin thì tôi cũng chịu thôi, tôi cũng thành tâm sám hối. Có đôi khi hiện đời mình không sám hối, nhưng mà không có trộm, hiện đời mình không có trộm cắp, nhưng mà xa xôi quá khứ mình cũng có. Chứ phải không có đâu. Đó là người biết xấu, biết nhận ra điều xấu. Khi bị người mà mình không nhận ra, người khác chỉ cho mình cũng nên như thế nào? Có vui vẻ nhận không ạ? Vui vẻ nhận. Có những người là người tốt, người tinh tấn công phu, người thương yêu giúp đỡ mọi người, nhưng mà hễ giúp người là luôn luôn bị phản trắc. Có không? Quý vị có điều đó không? Mình giúp người là người luôn luôn phản. Mình sống gần người khác mà đối đãi rất tử tế, mà người đó luôn luôn phản trắc với mình. Quý vị có biết tại sao?
Oan gia trái chủ rồi, oan gia đó, oan gia do ai tạo ra? Mình. Thôi cái quá khứ oan gia mình có hại người gì đó mình chưa biết, nhưng mà hiện tại mình cũng có tạo nên. Mình sống gần người khác nhưng mà lúc nào mình cũng tỏ ra là gì? Tỏ ra chứng tỏ là hơn người khác. Sẽ tạo ra sự tổn thương người khác. Thế mình bảo là sự tổn thương, làm tổn thương đến cái tôi của người khác. Cái gì mình cũng tỏ ra hiểu biết, cái gì mình cũng tỏ ra thông thái, đó là một điều nguy hiểm. Cho nên dẫu mình có tuệ giác cũng đừng mang ra khoe nhiều quá. Đem ra khoe nhiều quá sẽ tạo ra gì? Tạo ra sự hiềm khích, tạo ra sự ganh tị và tổn thương đến cái tôi của người khác. Không ai muốn người khác tỏ ra hơn mình, bản thân mình cũng vậy. Mình đi đến đâu mà người khác hơn mình nhiều thứ quá, mình có muốn tới đó nữa không ạ? Mình ngại muốn đến đó nữa. Chỉ có những người nào can đảm mới dám gì? Gần những người có tuệ giác hơn mình. Vì người ta nhận ra rằng ở gần ngọn đèn thì mình cũng được sáng, sáng lây. Nhưng mà tuy nói vậy chứ gần người mà gần người sáng quá mình cũng ngại. Người ta hơn mình quá nhiều mình ngại lắm. Cho nên có đôi khi mình tỏ ra, mình tỏ ra hơn người khác, thông minh hơn người khác, thông thái người khác. Đây chúng tôi nói tỏ ra nha. Ở đây chúng tôi nói là như vậy không có nghĩa là mình phải dạ mình phải làm người khờ, không phải. Mình có sáng suốt thì cũng giả làm như vậy. Nói giả thì nó không đúng, mà phải khiêm, khiêm tốn, khiêm nhường. Nếu không khiêm tốn, khiêm nhường, mình dễ tạo ra oan gia, tạo ra oan gia. Có đôi khi mình vô tình mình làm tổn thương người khác mà mình không biết. Có đôi khi mình nói mình có cái này, mình được cái này, mình được cái kia, mình nói thì đúng mình có thật mình nói, nhưng mà khi mình nói người kia người ta nghe nhưng người ta không có cái gì hết, có bị tổn thương không ạ? Tổn thương, vô tình tổn thương. Cho nên dẫu có nhiều điều tốt cũng khéo léo khiêm hạ mà giấu đi. Đó là những cái điều xấu mà vô tình, rất là vô tình. Nhưng mà nguyên nhân từ đâu? Do cái tôi mình lớn quá, cái gì tốt của mình cũng thích cho mọi người biết. Đó là một trong những điều sẽ tạo thành oan gia đó, để quý vị để ý đi. Trong gia đình có một người nào đó thành đạt, anh chị em thường ít có ai thích người đó. Tuy có nhờ cậy người đó nhưng mà ít khi nào thích người đó lắm. Trừ người đó cực kỳ khiêm nhường, người đó khiêm hạ đó thì mới được mọi người, anh chị em trong nhà, bà con trong dòng họ quý. Nhưng mà người đó không biết khiêm nhường thì gần như chẳng ai quý, chẳng ai thích. Có đôi khi phải nhờ vả, là bắt buộc phải nhờ vả. Nhưng mà dẫu có nhờ vả nhưng mà cái ơn nó mang không có nhiều, mang không có lâu. Tại vì nếu như người đó không khéo khiêm nhường. Cho nên dẫu mình giúp người nhưng mà mình không khiêm nhường, mình sẽ khiến cho người khác không thọ ơn mình. Người ta cảm thấy mình giúp nhưng mà giống như mình ban ơn xuống, người ta cảm thấy như bị tổn thương. Cho nên cái vấn đề khiêm nhường là một điều rất là tốt và phải cố gắng luyện tập. Chứ nếu không sẽ tạo ra oan gia, mà vì những cái thứ rất là vô tình thôi, tạo thành oan gia. Mà những điều như vậy phải tĩnh tâm mới nhận ra. Hằng đêm ngồi tĩnh tâm mới nhận ra. Nếu ai siêng năng ngồi niệm Phật chừng 20-30 phút, sau đó bắt đầu ngồi quán niệm, ngưng niệm Phật, bắt đầu quán niệm. Khi đó mình ngưng niệm Phật, tâm mình nó tĩnh lặng. Khi tâm mình tĩnh lặng, mình quán niệm, mình dễ nhận ra điều xấu lắm. Đó là nhận ra điều xấu. Mà mình không nhận ra, người khác chỉ cho mình, phải nhớ đó là phải biết hàm ơn. Dẫu người đó chỉ một cách rất là gay gắt, người đó nói rất là khó nghe, nhưng mà nó đúng với cái lỗi của mình, mình nên chấp nhận. Giống như vết thương của mình, sức thuốc, có loại thuốc sức vào thì nó không rát, nhưng mà có những loại thuốc sức vào thì nào? Nó rát, rất là rát. Nhưng
nó rát hay nó không rát gì đó, nó đau hay nó không đau gì đó, miễn sao nó lành vết thương của mình là mình nên mang ơn. Chứ đừng như câu chuyện chúng tôi nói đó, như con chó mà sức thuốc nó rát quá, nó đau quá, nó quay ngược lại, nó cắn người đó. Mình không khéo, mình sẽ giống như vậy đó. Mình sẽ giống như vậy. Mình vô ơn, mình trở thành kẻ vô ơn. Còn hổ là tự đó. Còn hổ xấu và hổ, chữ hổ có nghĩa là người đó cao siêu hơn một tí xíu nữa, là không cần ai chỉ hết, mà người đó tự nhận ra, tự xấu với bản thân mình, tự thẹn với bản thân mình, và kiên quyết phát nguyện, kiên quyết phải vượt qua. Chúng tôi từng kể quý vị đó, huynh đệ chúng tôi ngày xưa nhập thất á, ở trong thất thì không đụng chạm tới ai hết, ở trong đó thì bốn bề chỉ có bốn vách tường không à, chứ không có ai hết. Nhưng mà mình nhận diện ra là mình còn tánh sân rất là nhiều. Quý vị biết làm sao mình nhận ra mình có tánh sân nhiều không ạ? Mình ngồi thiền một tiếng đồng hồ thì chân nó chưa có đau, nhưng mà ngồi một tiếng rưỡi trở lên là bắt đầu nó đau. Mà từ tiếng 45 phút trở đi thì mỗi 5 phút của nó đó, nó dài tưởng chừng như một tháng. Và ngồi hồi đó nhập thất chưa có kinh nghiệm cái ngồi cái để cái đồng hồ trước mặt như thế này nè, để nhìn biết giờ mà xả thiền. Mà còn 15 phút cuối cùng á, trời ơi, gần như nhìn cái đồng hồ nó không nhúc nhích gì hết trơn. Ngồi mà gồng cả người, gắn vã cả mồ hôi nhìn cái kim đồng hồ, giống như là mình nói trời, cái đồng hồ có hết pin không ta? Trong tâm có hết pin không, mà thấy cái kim dây thì nó vẫn chạy bình thường. Mà sao mình ngồi mà nó đau vã cả mồ hôi, nó hoa đốm đốm mắt lên cái 15 phút cuối á, mà nhìn kim đồng hồ nó không giống dích hết. Mà nhiều khi nổi sân á, chúng tôi thì phải nó ước ao mà đập được cái đồng hồ là đập bể cái đồng hồ liền á. Mà sư huynh chúng tôi có những ông là đập bể bao nhiêu cái đồng hồ, mà nổi tức quá đập bể đồng hồ. Và thầy chúng tôi mới dặn rằng là đừng có để đồng hồ trước mặt, mà cài chế độ hẹn giờ hay nào chung nó đổ lên là biết là hết giờ, chứ đừng có để trước mặt, để nổi nóng lây qua. Mà cái đồng hồ nó có tội gì không ạ? Nó có tội gì đâu. Mình ngồi thiền là tự mình phát nguyện, cái ai bắt mình đâu. Mình cố gắng con do mình phát nguyện cho ai bắt mình đâu. Mà như vậy mình nổi nóng, mà trong thất không biết nổi nóng với ai, đi nổi nóng với cái đồng hồ. Hồi nào quý vị thử đi, quý vị sẽ thấy. Cái khi mà xả thiền xong rồi á, cái mình ngẫm nghĩ, trời, người ta bảo là đây là việc mình tự phát nguyện, và cái đồng hồ nó không dính dấp gì với mình còn nổi sân. Chưa nói gì người ta chửi mình, chưa nói gì người ta đánh mình, chưa nói gì người ta giết mình, chưa nói gì người ta giết người thân mình, người ta đánh người thân mình, thì mình nổi nóng biết bao nhiêu mà kể nữa. Như vậy cái sân của mình nó quá nhiều. Mà khi phát hiện ra mình có sân nhiều là bật lên khóc. Ngồi thiền muốn gãy cả chân, lại sám hối thì không biết bao nhiêu lại, mà nóng giận thì nó vẫn còn nguyên. Và như vậy là xấu hổ đến. Và có đôi khi không biết làm gì, chỉ đến trước Phật mà lại. Mà có đôi khi chúng tôi nói quý vị phải khóc trước Phật. Khóc là nghiệp chướng của mình nhiều quá. Mình ngẫm nghĩ không ai đụng đến mình, không ai đụng đến mình. Mà việc này làm là mình tự nguyện mình làm, chứ ai bắt mình làm đâu. Chứ phải như người ta lấy dây người ta trói mình lại bắt mình ngồi á, thì nổi nóng đã đành. Đằng này tự mình phát nguyện mà mình lại nổi nóng. Và chúng tôi phải, huynh đệ chúng tôi ngày xưa phải đến Phật mà lại. Và hầu như ai cũng khóc với Phật đôi ba lần. Khóc vì thấy mình tệ quá. Mà ra tâm sự với thầy chúng tôi, thầy chúng tôi bảo là đó là giọt nước mắt thánh thiện. Tức là người nào khóc mà khóc cho bản thân, khóc vì tính xấu của mình, đó là nên khóc. Thì cụ chúng tôi ngày xưa cụ phân tích, và nó là giọt nước mắt ác và giọt nước mắt thiện. Ở trong chùa mà nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ bạn, nhớ bè, nhớ quê hương của nó, đó là giọt nước mắt ác. Khóc như vậy, cái giọt nước mắt đó nó sẽ kéo mình bỏ chùa mà chạy về nhà. Đó là giọt nước mắt ác, có khả năng phá nát mất con đường xuất gia của mình, phá nát thiện căn của mình. Nhưng mà giọt nước mắt khi tụng kinh đó, thương Phật, nhất là ai mà tụng kinh Đại Bát Niết Bàn, hoặc là ai đọc cuốn sách mà Đường Xưa Mây Trắng chẳng hạn, của sư ông Nhất Hạnh đó, mà đọc cái đó về đời sống Đức Phật, mà đọc đến cái cảnh Đức Phật nhập Niết Bàn, ai nấy bật lên khóc. Đó là thương Phật. Thứ hai là thương bản thân mình, tự xấu với bản, thấy xấu hổ bản thân mình.
mà sám hối trước Phật mà khóc, đó là giọt nước mắt thiện. Vì giọt nước mắt đó nó sẽ làm cho mình tăng trưởng thiện, thiện căn. Không biết ở đây có ai tụng kinh Đại Bát Niết Bàn chưa? Chưa hả? Bữa nào về tụng thì nó thấm hơn. Tụng một lần thôi cũng được. Và chúng tôi hầu như là tụng những phẩm cuối, đó là khi mà Đức Phật trăn trối những lời cuối cùng. Và cái phẩm mà nói về cái bối cảnh mà trà tỳ Đức Phật. Và kết thúc kinh là từ nay, kết thúc kinh Ngạ Nan có đọc một câu: từ nay trở đi, bóng dáng Đức Thế Tôn vĩnh viễn vắng khuất dạng trên thế gian này. Chỉ đọc đến câu đó buông chuông mỏ rồi và ồ lên khóc. Mà nếu ai có từng khóc điều đó thì đó là chứng tỏ là gì? Mình có cơ duyên sâu dài với Phật. Nếu không có cơ duyên đọc cái đó nó dửng dưng không nghe gì hết á, không nghe thấm thía gì mình ấy. Không có cơ duyên tự nhiên mà đó, và nó đó là những giọt nước mắt thiện sẽ làm cho mình tăng trưởng thiện tâm lên. Cuộc sống này chúng ta đau khổ là do đâu ạ? Do đâu? Do mình. Do mình là chính hết. Do sai lầm của mình hết. Do sai lầm trong cách ứng xử, sai lầm trong suy nghĩ, sai lầm trong nhận thức của mình. Nếu mình muốn hết đau khổ chỉ có một cách, đó là thay đổi con người mình thôi. Nếu muốn hết đau khổ chỉ thay đổi con người mình. Có đôi khi mình thất bại, nguyên nhân do đâu? Do mình nổi nóng. Có nhiều người tài năng cực kỳ, kinh nghiệm trong công việc cũng rất là lớn, nhưng mà không bao giờ đi đến thành công. Do đâu? Do nóng nảy và quá kiêu ngạo. Kiêu ngạo. Cái người mà gọi là không bao giờ chịu để ai nói nặng mình, người đó có bao giờ thành công được không ạ? Không thể thành công được. Mình sai thì chắc chắn phải bị người khác khiển trách. Mình đi làm nhân viên, mình đi làm công, mình đi làm thuê, thì có những lúc mình làm đắc lực, có những lúc mình làm đắc lực, có những lúc mình làm không đắc lực, có những lúc mình làm đúng, có những lúc mình làm sai. Và cái người thuê mình, cái người trả lương cho mình, người ta đôi khi người ta bực và người ta rầy mình. Nhưng người ta cũng là một con người, người ta cũng có đầy những áp lực trong cuộc sống. Khi người ta bình tĩnh vui vẻ đó thì người ta quở, người ta rầy á thì cũng dễ nghe. Nhưng mà có đôi khi áp lực quá nhiều người ta cũng nổi nóng như mình vậy thôi. Nhưng mà cái người mà không bao giờ để cho ai mà phải khiển trách mình, cái người đó có tu được không ạ? Người không bao giờ tu được. Mà xin lỗi, cái người đó có đi làm việc ở đâu đi nữa cũng không bao giờ là thành công hết. Cho nên có nhiều người bằng cấp rất là nhiều, nghề gì cũng biết hết, mà hỏi làm gì chỉ có làm được có một việc là làm biến thôi. Việc gì cũng không làm, chỉ có đi làm biến thôi. Không làm, đi làm chỗ đó nghe ta nói nặng vài câu bỏ đi. Hoặc là làm việc gì cảm thấy khó, cảm thấy nặng quá bỏ. Mà đó là quy tắc trên cuộc sống này. Quý vị là một người chủ hay là một người trụ trì cũng vậy. Cái người đầu tiên bước vào là gì? Cái người đó phải được thử thách, phải giao hết tất cả nhiều công việc để thử cái khả năng người đó đến đâu, phải thử thách để xem người đó có trung thành hay không, phải thử thách để xem người đó có thật thà hay không. Đó là quy tắc. Phải vượt qua thử thách đó thì mới được ưu đãi. Chưa đi qua thử thách làm sao có ưu đãi được. Nhưng mà mình lúc nào mình cũng muốn có nhiều ưu đãi, không bao giờ có. Như mà quý vị mới vào chùa xuất gia mà đòi mà phải được ưu đãi giống như hòa thượng, là phải có phòng riêng, rồi phải có thời gian nghỉ ngơi, mình không được làm gì hết, mình chỉ được quyền sai bảo người khác thôi, có làm được không? Làm gì có chuyện đó. Cho nên mình đã, dẫu mình 80 tuổi mình vô chùa thì mình cũng phải đi quét rác, nhổ cỏ và tập sự như một chú tiểu bình thường. Chỉ có khác là sức khỏe mình kém, mình làm việc nhẹ hơn thôi. Chứ cùng mình cũng phải như một người vỡ lòng. Mình đến một công ty mới, một chỗ làm mới thì mình cũng phải trở thành một nhân viên tập sự từ ban đầu. Chứ không thể nào mình muốn mình trở thành sếp ngay được. Dẫu vị trí mình ở đâu đi nữa, mình luôn luôn biết khiêm nhường, biết vị trí mình đang đứng ở đâu mới được. Nhưng ở cuộc đời này ít ai, cái tánh khiêm nhường nó lợi lạc lắm, nhưng mà không ai chịu thực hành hết. Và người ta cảm thấy khiêm nhường nó giống bị thua thiệt vậy đó. Đó là mình sai lầm rồi.
mới nhìn khiêm nhường tưởng chừng như thua thôi, nhưng mà thật sự không thua. Mới nhìn tưởng như thiệt nhưng mà không thiệt thòi gì hết, mà mình sẽ được rất là nhiều thứ nếu người nào biết khiêm nhường. Người nào khiêm nhường người đó sẽ có nhiều bạn bè. Người nào sống khiêm nhường người đó khi hoạn nạn sẽ có nhiều người giúp đỡ. Và người nào khiêm nhường đi đến đâu mọi người đều quý mến. Và người nào khiêm nhường phước đức người đó rất là lớn, người đó làm việc gì cũng thành tựu. Còn cái người kiêu căng ngạo mạn thì làm việc dẫu cái phước báo người đó lớn, người đó làm việc sẽ thành công đi nữa, nhưng mà trên con đường mà đi đến thành công của cái người kiêu ngạo nó chông gai kinh khủng. Quý vị đọc trong sử, trong sách, trong hồi ký của bao nhiêu con người, cái người càng kiêu ngạo, càng cá tính, càng ngang ngược bao nhiêu đó, mà phước báo lớn thì cũng sẽ có thành công, có ý chí thì cũng sẽ thành công, nhưng mà để đạt được thành công chông gai vô cùng, chông gai lắm. Cho nên nếu như mình biết thay đổi con người mình một chút thôi, con đường đời mình sẽ nó bằng phẳng và thành công nó sẽ đến với mình. Nó sẽ đến với mình. Thì tùy theo phước đức của mình, phước mình nhỏ thì có thành công nhỏ, phước mình lớn thì sẽ có thành công lớn. Từ từ nó sẽ có. Cho nên muốn thay đổi cuộc đời, muốn thay đổi nghiệp lực, hay tạm gọi là số phận đó, nghiệp lực. Muốn thay đổi nghiệp lực thì đầu tiên phải thay đổi con người mình. Mình muốn thay đổi người khác, việc đầu tiên là gì? Thay đổi con người mình. Mình nói con mình không nghe, mình nói chồng mình không nghe, mình nói vợ mình không nghe, mình khuyên cha mẹ mình không nghe, mình dạy giờ mình chia sẻ với mọi người bạn bè xung quanh không ai nghe lời hết. Lời nói của mình là vô cùng là nhẹ ký, nói không ai nghe hết. Do đâu ạ? Do mình hết. Muốn người khác thay đổi, đầu tiên mình phải thay đổi. Nếu mình chưa thay đổi, người khác không bao giờ thay đổi. Có nhiều người bảo là con thay đổi nhiều lắm rồi thầy, mà sao gia đình con chưa thay đổi? Cái sự thay đổi của mình chưa lớn. Nghiệp lực gia đình mình càng nặng, cái cố chấp của người đối phương mình càng kiên cố, thì mình cần phải thay đổi càng nhiều. Mình thay đổi càng nhiều. Nghiệp lực của mình nó quá nặng nề, cho nên mình luôn luôn có những bất trắc, mình luôn luôn có oan gia, mình luôn luôn có trắc trở, mình luôn luôn có tai nạn, thì mình phải thay đổi lớn hơn nữa, thay đổi nhiều nữa. Sau kết thúc một năm cũ, bước qua một năm mới, chúng ta phải tư duy một điều: tu là làm mới con người mình mỗi ngày. Mỗi ngày là ít đó, chứ Đức Phật bảo là mỗi giờ phải thay đổi. Hôm nay đi chùa về, mình phải thay đổi thái độ của mình đi. Mình về mình phải gặp người trong gia đình, mình phải vui vẻ. Người ta có trách mình bảo rằng đi chùa đâu mà hôm nay đi nhiều quá vậy, đi đâu mà trễ quá vậy. Thì mình phải có một câu ông tổng: hôm nay là do đâu, do trễ xe. Hôm nay là ngày cuối năm cho nên là nó công khóa tu ở chùa nó hơi kéo dài một chút. Mình phải có lời phân bua một cách nhẹ nhàng. Mình phải nói làm sao để người khác nghe nó lọt lỗ tai mới được. Mình chia sẻ làm sao người khác nghe nó lọt lỗ tai. Còn mình đi chùa về trễ, chồng mình, vợ mình, con mình bảo là hôm nay tại sao mẹ đi về trễ quá. Mình đã trừng mắt bảo đi chùa cho đi chơi đâu mà hỏi kỹ quá vậy. Nghe như vậy là cảm thấy, cái người nghe họ cảm thấy cái lời nói của mình nó có xuyên vào tâm người khác nổi không ạ? Không. Nó vào tai này người kia, nó đi qua tai khác. Mà đồng thời nó làm tổn thương ngay người thân của mình. Cho nên cái khổ của cái người mà tham nhiều, nổi nóng nhiều, kiêu ngạo nhiều á, mình nổi nóng là mình hại bản thân mình rồi đó. Mình tham nhiều là hại bản thân mình kiêu ngạo nhiều là hại bản thân mình á. Điều đó là thôi tự mình làm, tự mình chịu. Người ta nói là những người hay nổi nóng thường hay bị bệnh gì ạ? Gan là đầu tiên. Kiểm tra thấy đi. Luôn luôn nổi nóng nhiều là gan, hoặc là bị sỏi mật cũng là bị gan đó. Người nổi nóng nhiều luôn luôn hay cái bị bệnh sỏi mật. Người hay nổi nóng nhiều là gan luôn luôn bị tổn thương đầu tiên. Đây là y khoa ta nói. Cái người mà hay nổi cáu,
Nổi cáu nó khác nổi nóng. Cái người nổi cáu là gì? Bình thường người ta chịu đựng, cũng im lìm lắm, nhưng mà lâu lâu dạng như đè nén đó, đến lúc nó bực quá chịu không nổi, nổi cáu lên. Cho nên có nhiều người im lìm cả ngày không nói gì hết, lâu lâu nổi cáu lên, phát ngôn một câu ai nấy cũng khiếp sợ hết. Đó là nổi cáu. Mà người nổi cáu là hay bệnh đau vai và gáy. Tất cả tánh xấu của mình đều mang ra căn bệnh cho thân mình hết nha, chứ không phải là không có đâu, mình không nhận ra, nó đều mang đến bệnh cho mình hết. Nhưng mà cái đó thôi, mình tự mình làm, nghiệp của mình, lửa từ trong người của mình, kiêu ngạo từ trong người của mình ráng mình chịu đã đành. Nhưng cái người kiêu ngạo, người hay nóng nảy, người hay tham lam thường làm khổ ai ạ? Làm khổ ai? Khổ bản thân mình thì chưa nói, khổ ai ạ? Khổ toàn là người thân của mình không ạ? Cái đúng thế không? Cái đúng không ạ? Toàn người thân mình không? Đó là cái dạy thứ hai của người. Người không quen biết mà mình nổi nóng, mình mắng người ta một lần, người ta bỏ chạy luôn, người ta đâu dám tới gần mình nữa. Nhưng mà người thân của mình, chồng mình, vợ mình, con mình, cha mình, mẹ mình, phải gồng mình ra chịu, chịu đựng mình. Như vậy, mình tu, mình không thay đổi, mình toàn là gì? Làm khổ những người xung quanh không? Quý vị hãy kiểm tra, cuối năm kiểm tra lại thử là trong lời nói, trong ứng xử hàng ngày của mình có làm đau khổ những người xung quanh mình không? Mà chúng tôi tin là nếu quý vị không thay đổi, không bỏ bớt đi tham sân si kiêu ngạo thì toàn làm khổ người thân thôi. Những người thân thương, những người thương người ta mới chịu đựng, người ta ở gần mình, nhưng mà toàn là mình làm khổ người ta không? Còn nếu mà ta không, còn người nào mà gọi là không thương, người ta chạy mất rồi. Nó chạy mất, nó chạy càng lẹ càng tốt. Bạn thân, người thân của mình, ta phải chịu đựng. Ta thương mình, ta phải chịu đựng. Người ta thương mình nhưng mà trái lại mình thường làm khổ. Và cuộc đời này là vậy. Nghiệp của tất cả con người mình là vậy hết. Toàn làm khổ những người thân, những người gần mình. Và chúng ta không bỏ bớt đi tham lam, nóng giận, kiêu ngạo, háo thắng. Và lúc nào mình cũng cho mình, mà đặc biệt đã vậy rồi mà không nhận ra, không xấu hổ, mà lúc nào cũng cho mình là đúng. Cái đó mới là nguy hiểm nữa. Đó là người nguy hiểm. Nguy hiểm cho xã hội, nguy hiểm cho những người xung quanh. Và đó là người, theo đạo đức Phật giáo, đó là người thiếu đạo đức. Người sẽ đánh mất đạo đức đi. Cho nên xấu hổ không có phải là không có phải là đến trước đám đông rồi bị người ta nhìn nhiều quá rồi mình không dám đến, hoặc là mình đứng trước mọi người mình không nói được điều gì, mình không dám xuất hiện trước chỗ đông người, vân vân. Cái đó không phải là xấu hổ, cái đó là e thẹn, đó là thẹn thùng. Còn xấu hổ, hổ thẹn là nhận ra được điều xấu của mình, tự nhận ra, hoặc được người khác chỉ cho là vui lòng phải chấp nhận. Và chấp nhận là phải thay đổi. Sở dĩ chúng ta khó thay đổi, khó làm mới con người mình, đó là cái gì mình cũng cho mình đúng, cái gì cũng cho mình đúng hết. Ở đây có ai cho mình sai không? Có không? Không ai dạy gì cho mình sai hết. Mình ngẫm nghĩ, nhìn mình nghĩ lại, mình nhìn mình cái gì cũng đúng, mình nhìn thấy mình cái gì cũng hay. Do đó Đức Phật bảo là người thấy mình ngu, đó là người trí. Lâu ai tới cứ nói nè, trời ơi con, sao con thấy con ngu quá thầy ơi. Thầy bảo vậy là tốt hả con? Chúng tôi đệ tử nó bảo sao con thấy con ngu quá. Chúng tôi khuyên là chúng tôi nói, à như vậy là tốt. Còn nhiều người cũng than, trời ơi, con sao nặng nghiệp quá thầy ơi. Biết mình nặng nghiệp, điều đó tốt hay xấu à? Tốt đó chứ. Chứ biết bao nhiêu con người đang nặng nghiệp ấy chứ mà có nhận ra đâu. Nhận ra là tốt á. Thật sự mình đang nặng nghiệp mà. Cho nên ai đến than là con khờ quá, con ngu quá, con nặng nghiệp quá, trời con tu hoài sao nó không có tiến bộ. Người nào than như vậy chúng tôi là thấy mừng. Có nhìn lại mới thấy mình không tiến bộ. Có đôi khi mình nhìn lại mình thấy mình thụt lùi là khác nữa. Nhưng mà người nào nhận ra được điều xấu của mình, điều đó là điều đáng quý. Trên Đức Phật bảo là người nào tự nhận mình ngu, đó là kẻ
kẻ trí, kẻ tự cho mình trí đó mới là đại đại ngu. Thì kết thúc một năm đi qua, bỏ năm cũ chuẩn bị đón năm mới, thì chúng tôi mong rằng là quý vị phải nhớ một điều, đó là kiểm tra lại xem thử mình có làm mới được cái gì con người mình chưa. Mình có làm mới, kiểm tra để sau một năm mình có làm mới gì. Nhưng mà nói đúng ra là người Phật tử mỗi ngày phải luôn luôn kiểm tra mình. Nhưng mà tệ hay quên như mình á, lúc nhớ lúc quên, thì ít ra một năm cũng phải ôn lại, phải làm mới không? Nếu muốn thay đổi cuộc đời, muốn thay đổi mọi người xung quanh, muốn thay đổi hoàn cảnh sống của mình, và muốn, chứ không cần phải đi tìm một cơ hội đó, không cần phải đi tìm cơ hội đó, cơ hội luôn luôn ở mình. Nhiều người trẻ bảo đi tìm một cơ hội khác, không cần phải đi tìm cơ hội, chỉ cần thay đổi con người mình sẽ thay đổi cuộc đời và sẽ có cơ hội khác đến. Còn nếu mình không thay đổi con người mình được, không thay đổi cách nhìn nhận, không thay đổi cách tư duy, thì mình mãi mãi cứ dẫm chân tại chỗ và đi từ thất bại này đến thất bại khác, đi hết đau khổ này rồi đến đau khổ khác. Thì luôn luôn nhớ có điều, tu là làm mới, tu là làm mới, sửa là làm mới lại. Làm mới tức là bỏ đi cái xấu và thêm nhiều cái tốt lên. Thì mong muốn rằng sau một năm quý vị hãy tư duy nhận ra những điều sai lầm của mình, những điều xấu, những điều mình đã gây ác nghiệp trong hiện tại và quá khứ, và hãy thay đổi con người mình để đời sống hiện tại có an lạc, và bỏ dần đi những cái phiền não, những cái tập khí, thì đó mới có thể về Tây Phương Cực Lạc được. Đó cũng là hành trang về Tây Phương Cực Lạc. Nếu muốn về Tây Phương Cực Lạc, có những cái thì nên lấy thêm vào, nhưng mà có những thứ phải gì? Phải bỏ bớt ra. Nghiệp thanh tịnh thì phải thêm vào, nhưng mà ác nghiệp thì phải bỏ bớt, bớt đi thì mới về Tây Phương Cực Lạc được. Thì xin phép dừng buổi nói chuyện ở đây. Cầu chúc quý vị luôn luôn an lạc hạnh phúc trong hào quang Đức Phật, và sang một năm mới sẽ thay đổi con người mình trở thành một con người mới thuần thiện và tốt hơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta đồng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất từ quang soi lối con trở về nguồn pháp từ mênh mông, đưa con về bờ giác Phật từ bi soi sáng, đưa con thoát lầm mê đã bao đời say đắm trên nhung gấm lụa là. Xin được làm con ngoan, vui sống bên cha lành. Xin được làm cánh đồng